Hey, chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh Trai Phố Núi. Anh em chúng tôi hôm nay đi tìm phôi trầm ổi các bác ạ. Trên đồi này, à trên núi cơ. Rất nhiều gốc, đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Mình sẽ quay lại cam kia cho các bác cùng nhìn nhá. Nếu các bác ưng ý thì để lại bình luận. Lấy thì mình đào cho. Nó thuộc chúng ta là cô nuôi đưa tắm ngủ. Anh em chúng tôi đang nghiên cứu lấy cây này các bác ạ. Bác định giá cây được chục củ không các bác ơi? Ý định của anh em chúng tôi là cây này chục củ đấy. Các bác, cho các bác nhìn gốc này xem nó ra cái thế gì không. Đây các bác. Ý định của tôi là cắt từ đây. Cái này nó là bệ trống này. Cái kia nó cũng cắt gần sát cục đá kia. Cái này cũng cắt, trong này cũng thế. Sát cục đá luôn nhá các bác nhá. Cây có 3 cành lên. Chục củ hay là mi? Tầm cưới rồi, tầm cánh rồi. Cô kia mình còn cãi đó là để cái gì của ấy. Lúng ê, coi lúng vơ. Cọc lúng, lúng hơn nơi cô nơi lại. Dạ. Thì mấy cô nơi để cho cọc không mùi hết lại sẵn. Cô học mùi hết trong khoang van ốm mi. Cô phải nằm ở ốc kéo mùi. Cô này hàm bao rồi cô nuôi đấy. Vẫn hàm bao. Cây có 3 cành. Phôi trầm ổi nha các bác. Các bác lấy thì để lại bình luận nhá. Thả ra những cái lạc áo chứ mà. Chú anh á. Có hộp vật thính nè. Mười dâm tự tăng không? Không là lấy được khẩn như thế này. Thân thân bắt đẹp cho mày. Lắm nê mấy khi nổi tiếng. Lên hình luôn. Anh em chúng tôi đi rừng phải dùng hương muối, nhiều muối quá các bác ạ. Đây hương muối tàu chắc là hơi bị độc ấy. Nghĩ vậy. Ở tế chuyên gia chụp ảnh này. Cái chục củ vào đấy, áo mẹo. Có tóm nó mang nhiều quá. Mày, như vậy. Cô đây là áo kéo mũi. Chết đi. Lộc cái đề về. Do nằm như thả bụi hết. Thải vơ hoặc bụi pha lắng. Để tôi dựa mình sang ông ấy nhé. Ông ấy nhé.
Xem để cúng mi sen tóc pa lắng thôi đó, xong mi sen này. Pa lắng bèn vậy. À, tại nó có mang thập tí này, nhưng cứ pa lắng này. Pa lắng á. Pa lắng này cũng sẽ này. Pa lắng này ăn tâm hờ. Ăn tâm hạ tỉnh này nè. Ui, hạ tỉnh này, ông ăn tâm tỉnh này, tỉnh gì, tỉnh hạ này lắm. Tỉnh hạ hình như nó khẩu chứ gì. Bên còn có bình giá nhỏ mấy. Kìa. Bình giá sẽ hơn. Không mang mẹ từ làm sẽ thèm. Mặn chắc có được. Chơi đếm bè hơn, chơi đếm mình khẩu chiếu chiếu bè. Tỉnh hạ. Bài hát của mình thì hẳn đi lắm, lại đi lắm, cô nữ hẳn đi điều hả? Có một cái vòng nhỏ đá. Đá xe mà lắm. Cô nữ thì tên nhà bắt cực với tên đi điều hả? Ờ. Hết tụi phải ông mà đấy. Mình cũng bà lắng thật mà tụi vòng lại lớn rồi. Tao hỏi hết bê lắng làm thôi, chưa lấy ra được, lấy ra được thì alo anh thôi. Thế mày. Lại vang áo như này, coi. Nhìn hết nữa thôi. Ở cả cục thịt này khá rồi đó. Cô ở sáng cháu. Đây có lạc của người thằng Vài thì thảm rồi. Vài thì nó cắt cái tẹp này. Có lạc được gì thì nó không thể đó. Càng bận về mình thải đi à. Này. Nó có mưa cả. Cái chào đéo vậy là đạt được. Cây này bao nhiêu vậy? Anh. Có tài hàm hồ lắm. Nên nhà Sơn, nè, mình đã nhắn vào bước nè. Ừ. Bà này họ tự bình luận rồi, cái này bao nhiêu vậy? Họ, hai củ, ba củ. Có. Có phải máy đánh cái vé nè, có người có cái này, cây này bao nhiêu? Bao nhiêu anh? Bao nhiêu anh, mình đang nhắn tin này. Năm củ. Mình thử chế cụ thấy. Cái này mình đang nhận tin mà mình nhận quen. Chụp cho em vài triệu nữa nhé. Nè, vài triệu thì anh chụp cho vài triệu. Có mừng lại. Ở lại cảnh ý là lại góc quay thôi. Hả? Lại góc quay thôi. Năm lắng rồi nhỉ. Nhớ. Góc thì có chụp cả lạc này đó. Thế chuyên gia chụp mày. Đây là gì lại phải lấy phải đi đồ đi đồ anh này có chắc lấy chim con sơn một chút từ từ chả lấy bằng nè chuyện mà đánh gọi nhìn phải khóa lút đáng cứ tước con mượn mà em vài triệu nữa nhé đây chụp chụp cuốn bánh vậy á cụ có điều là lấy góc góc nhìn nói lấy góc rồi lấy góc chụp rồi cụ áo kẻ cũ hàng mình tranh áo này vậy mày thả mày ư bỏ ra bỏ nó quạ nó bấn nó đang bẹt đấy ư cụ này rồi đi này rồi mới chụp ắt ư mình nhỏ cốt dưới này vào cốt hậu này. Cô hở vào Âu đấy á. Ủa? Thật đi. Cô chưa bắn không? Cô đọc rồi. Cô nữ này nè. Cô nữ cũng phải bèn nữa. Nữ bị bèn này. Cái chuyện này thì ông lấy không. Cô bèn cũng mày thương lỡ. Nó hẳn cắt thù cũng mày thương bóng. Nó mày ngơi để lấy Sơn. À, nó phát wifi rồi này. Máy tiệt theo yếu á. Cú à, cú rồi. Cú mình thường hứ. Cái nắp bét rồi thành cái gì đâu bà con. Xin chào bà con. Này à.
Vâng, đến nơi rồi các bác ơi. Anh em chúng tôi lại chuẩn bị quất cây này nữa. Không biết ra gì không. Mình ráng làm đi. Chuyên gia, bảo này. Chuyên gia, tốc chàng cắt cái lạc này mẹ tụp từ mẹo cắt ra là mẹo đẩy lên ấy đổ vàng có thú quen đang kín mình cắt áo rồi đấy nè cắt cái rồi áo mình vậy mình kích với áo đẻ không mình kích nè cô mình áo có quả ư cắt nó nhọt cái gì để lộ phôi châm ổi đấy các bác cô. quyết định họ bọt với cái này họ để cắt lòng pha lòng y bị phấn để đấy mình hỏi gì đều bên là có tướng và mới thắp mấy thớn quả này có dưa cắt lạc con à cắt cắt tôi dốc một cái gì nhẹ lô khô gọi ba lô một cổ bụt cái nú cắt thì tôi lắm kích khoảng với mình phèn mình béo nó khẩu khoảng với béo nó kích khoảng ra với thống thì khẩu có chầm con nữa đâu cái lạc này phải cắt nó hả ôi video dừng rồi đấy nhá, cảm ơn các bác đã theo dõi anh em chúng tôi làm việc ạ.